Thưa quý vị, sự phát triển của công nghệ đã khiến bầu không khí của chúng ta trở nên ô nhiễm. Nhưng các nhà khoa học cũng đã và đang tìm cách để có thể tạo ra những sản phẩm từ không khí ô nhiễm đó. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cỗ máy biến không khí ô nhiễm thành đá quý. Ngay bây giờ, xin mời quý vị tìm hiểu về hai sản phẩm này cùng với biên tập viên Nguyên Khang. Nguyên Khang và chuyên mục tuần này có gì mới xin được kính chào quý vị và các bạn Và không để cho mọi người phải chờ lâu chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh của một cổ máy Có thể biến khí thải trở thành những viên đá quý Tháp được thiết kế với chiều cao 7m khi hoạt động sẽ hút lấy 30.000m 30 khối không khí mỗi giờ Chọn lọc khối sau đó sẽ ngưng tụ lại thành những hạt mịn và tạo ra những viên đá trong suốt có thể làm trang sức đó chính là các thứ hoạt động và tạo ra sản phẩm của cổ máy lọc không khí lớn nhất thế giới được lắp đặt tại Rotterdam, Hà Lan. Dự án đã được phát triển và thử nghiệm trong suốt 3 năm qua bởi nhà thiết kế Dan Rosaget để lọc bầu không khí và thu được những vật phẩm có giá trị sử dụng. Mỗi viên đá được tạo thành sau khi lọc 1.000 mét khối không khí và nó sẽ tạo thành các loại trang sức khác nhau. Khi bạn mua một viên đá tạo ra từ cổ máy này là bạn đã có trên tay 1.000 mét khối không khí bẩn trong thành phố. Tòa tháp được thiết kế bên ngoài gồm nhiều thanh kim loại xếp song song với nhau và phần trên có những cánh cửa đóng lên mở xuống để hút khí hệ thống xử lý không khí bên trong có công suất 1.400W và được cấp nguồn năng lượng sạch, có thể bằng điện từ các cối xe gió. Cô máy hoạt động theo nguyên lý sử dụng điện tích để thu nhặt các hạt bụi. Khi dòng điện chạy qua hệ thống bên trong, một điện cực sẽ gửi các ion âm vào trong không khí. Các ion này sẽ tự đính vào trong những hạt bụi. Sau đó, một mặt điện tích âm sẽ hút các ion vào cùng các hạt bụi và lưu trữ lại bên trong tháp. Sau khi nắm được những nguyên lý hoạt động của cổ máy này thì chúng ta sẽ cùng đến với những sản phẩm mà nó tạo ra Nên nhớ rằng cứ 1.000 mét khối khí thải thì sẽ tạo ra được một viên đá quý Lượng bụi này sẽ được nén lại để tạo thành đá quý và tùy vào lực nén sẽ cho ra các loại đá khác nhau Rõ ràng khi nhìn thấy những sản phẩm được tạo ra, ít ai có thể hình dung đây từng là những hạt bụi gây ô nhiễm đã từng hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nó rất tinh xảo và có giá trị lẫn vật chất và tinh thần. Bạn có thể hình dung được trong tương lai khi những hạt bụi ô nhiễm không còn nữa. Thay vào đó là những vật trang sức có bề ngoài đẹp, hiện hữu để thay thế. Có thể nói công trình này rất đáng để lưu tâm. Trong tương lai, nhóm thiết kế sẽ tích hợp tấm pin mặt trời và các quan tử ngay trên bề mặt bên ngoài để có thể tự tạo ra năng lượng hoạt động mà không cần nguồn cung bên ngoài. Những sản phẩm thu được đã là những viên đá quý mà chúng ta có thể sử dụng trong các vật dụng trang sức như nhẫn hay di chuyên Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những dự định trong tương lai của nhóm phát triển dự án Trước đây ý tưởng của Rosegard cùng với nhóm dự án của ông là muốn xây dựng hệ thống lọc không khí tại Bắc Kinh Một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới để thử nghiệm Tuy nhiên dự án đã không được thông qua ở quốc gia đông dân nhất thế giới Vì thế họ quyết định xây nguyên mẫu đầu tiên tại quê nhà Hà Lan Thời gian tới, nhóm thực hiện dự án hy vọng rằng cỗ máy sẽ được đặt ở các thành phố lớn khác như Mumbai, Paris. Đây chỉ mới là nguyên mẫu ban đầu với kích thước nhỏ, các phiên bản lớn hơn vẫn có thể được xây dựng với các hoạt động tương tự dành cho các thành phố bị ô nhiễm nặng. Hiện tại, nhóm đang tiến hành một chiến dịch gây quỷ trên trang Kickstarter. Tùy vào số tiền đóng góp vào mà bạn sẽ nhận được một món đồ tương ứng, được làm từ viên đá tạo ra bởi máy lọc hy vọng rằng trong tương lai những dự án như thế này sẽ được triển khai trên nhiều thành phố khác nhau để có được bầu không khí trong sạch và những sản phẩm thật đẹp mắt